qua cái luật thức đặc khu kinh tế gọi là kinh tế hành chính đặc biệt ấy, thì nó rất là cần thiết. Thì tôi cũng đã đến được Vân Phong, rồi Vân Đồn, mình chưa đến được Phú Quốc, nhưng mà đến hai chỗ này tôi thấy rất là cần thiết để phát huy những cái vùng kinh tế trọng điểm. Tuy nhiên ấy, nó đã đặc biệt thì nó phải khác bình thường. Mà nó khác bình thường ấy, thì đòi luật phải quyết một số cái việc mà nó sẽ là đột phá, nó không như thông lệ hiện nay. Tôi lại ví dụ như cái hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước ở đó nó phải khác. Thì cái việc này Quốc hội sẽ bàn, nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là việc mà mình phải, nó là đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt thì nó phải có những quy định, không thể đòi hỏi phải những cái quy định của pháp luật nước này phải có những cái đột phá. Mình phải làm tức là lâu nay thì chúng ta chưa có khu hành chính kinh tế đặc biệt như ở Hồng Kông rồi một số nước. Bây giờ chúng ta áp dụng các cái mô hình này, tôi nghĩ mình cũng đã chậm rồi so với các nước trên thế giới. Thì vấn đề mình chậm á, thì mình không nên học hỏi một cách tuần tự như thế, và mình phải có những cái đột phá để có thể theo kịp được cả cái mô hình này.